đến với Unit 14, Free Time Fun có nghĩa là thời gian rảnh rỗi vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần A, Time for TV có nghĩa là thời gian dành cho vô tuyến truyền hình, dành cho TV. Trong video lần này chúng ta sẽ cùng chữa bài tập số 1 và bài tập số 2 của sách giáo khoa. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài tập số 1. Yêu cầu của bài 1 là listen then practice with a partner, nghĩa là nghe và sau đó thực hành cùng với người bạn của mình. Thì đầu tiên cô và các em sẽ cùng mở sách giáo khoa để cùng nghe, theo dõi đoạn băng để hiểu được nội dung bài đọc, sau đó tìm hiểu các từ mới, các cấu trúc mới và đi trả lời các câu hỏi của sách giáo khoa. Unit 14, Free Time Fun. A, Time for TV. 1, listen, then practice with a partner. Pages 150-151. 6 o'clock, news. 6:15, series, The Adventure of the Cricket. 7:15, film, Home Alone. Would you like to have dinner at my house tonight? I'd love to. What time? We have dinner at 7 o'clock, but you can come before 6:15, so we can watch The Adventure of the Cricket together. Great. I'd like to come and watch that. We don't have a television in our place. Why not? My aunt and uncle don't like it. They prefer to do other things. Oh, so what do you usually do in the evening? During dinner, we talk about our day. Then we usually read, and sometimes we play chess. That sounds boring. No, it isn't. I really enjoy it. My family watches TV every night. Now, that sounds boring to me. I guess we just like to do different things. Như vậy chúng ta đã vừa nghe xong đoạn hội thoại giữa Lan và Hoa. Bây giờ trước khi đi dịch bài, chúng ta sẽ tìm hiểu một số từ mới và cấu trúc ngữ pháp mới. Đầu tiên chúng ta nhìn giúp cô ở phần ô màu xanh sách giáo khoa trước khi mà đoạn hội thoại của Lan và Hoa xuất hiện. Chúng ta thấy là có một từ mới, đầu tiên từ series. Từ này có nghĩa là phim nhiều tập. Chúng ta gặp ở cùng dòng đó là từ cricket, con dế. Vậy thì ở trong cái này có tên là The Adventure of the Cricket, có nghĩa là cuộc phiêu lưu của dế mèn. Tiếp theo là đến với các cấu trúc mới. Chúng ta phát hiện ra một cấu trúc mới, đó là cấu trúc chủ ngữ. Đầu tiên này, chủ ngữ, cộng outline, cộng với to verb. Nó mang nghĩa là thích làm gì. Ở đây chúng ta nhìn thấy cấu trúc đó ở ngay dòng đầu tiên của đoạn hội thoại. Bạn Lan nói là Would you like to have dinner at my house tonight? Có nghĩa là bạn có muốn, có thích đến ăn tối ở nhà mình vào tối nay hay không? Là một câu mời. Chúng ta gặp một cấu trúc tiếp theo. Chủ ngữ cộng prefer cộng to verb. Cấu trúc này cũng mang nghĩa là thích làm cái gì. Chúng ta nhìn thấy một ví dụ, đó là ở lời nói của Hoa, ở câu là My aunt and uncle don't like it. They prefer to do other things, có nghĩa là họ thích làm những điều khác hơn. Đây là hai cấu trúc mới mà chúng ta cần nhớ. Chúng ta nhớ ở đây là to verb. Đây cũng là to verb, còn đối với trường hợp verb in nó lại mang một nghĩa khác, cho nên là các em lưu ý. Bây giờ, sau khi đã tìm hiểu các từ mới về các cấu trúc rồi, chúng ta sẽ cùng đi dịch bài đọc.
Bạn Lan hỏi bạn Hoa là bạn có muốn đến ăn tối nhà mình vào tối nay không? Và bạn Hoa nói là ô mình thích lắm. Mấy giờ thế? Và bạn Lan nói là chúng tôi có bữa tối vào lúc 7 giờ tối, nhưng mà bạn có thể đến từ 6 giờ 15 và chúng ta có thể xem bộ phim Dế Mèn Phiêu Lưu Ký cùng nhau. Và Hoa nói là thật tuyệt vời, mình muốn đến và xem nó. Nhà mình thì không có tivi. Và bạn Lan hỏi là tại sao lại không có vậy? Hoa trả lời là cô và chúng mình thì không thích nó, họ thích những điều khác hơn. Bạn Lan nói là ồ, vậy bạn thường làm gì vào buổi tối? Và bạn Hoa nói là trong suốt bữa ăn tối thì chúng tôi nói chuyện về ngày của mình và sau đó chúng tôi thường đọc sách, thỉnh thoảng thì chơi cờ vua. Bạn Lan nói là ôi, nghe thật là buồn tẻ, tẻ nhạt. Và bạn Hoa nói là không đâu, mình thực sự thích nó. Và bạn Lan nói là gia đình của mình thì xem TV vào mỗi buổi tối, có nghĩa là tối nào nhà bạn ấy cũng xem TV. Và bạn Hoa nói là nhưng mà điều này thì lại có vẻ là tẻ nhạt đối với mình. Bạn Lan nói là tôi đoán là bạn chỉ thích làm những điều khác. Như vậy là chúng ta đã vừa dịch xong bài đọc. Chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi Now choose the best answer. Có nghĩa là bài này không yêu cầu các em trả lời tự luận như những cái khác nữa, và bài này yêu cầu các em chọn một trong bốn phương án A, B, C, D cho 5 câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Lan invites Hoa to gì đó. Đáp án A, play chess là chơi cờ vua. Đáp án B, read at her home có nghĩa là đọc sách ở nhà bạn ấy. Phương án C, eat dinner with her family nghĩa là ăn tối cùng với gia đình của cô ấy. Phương án D, go to a restaurant nghĩa là đi đến một nhà hàng ăn. Thì đáp án chính xác ở đây là đáp án C. Chúng ta có thể nhìn thấy dẫn chứng nằm ở ngay câu đầu tiên của đoạn hội thoại khi bạn Lan hỏi bạn Hoa là bạn có muốn đến nhà mình ăn tối không. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu số 2. Lan wants Hoa to watch TV gì đó dinner có nghĩa là Lan muốn Hoa xem TV gì đó vào bữa tối. Thì đáp án A là before là trước bữa tối này, B during là trong suốt bữa tối, C after là sau bữa tối, còn D when là chúng ta loại luôn, không ai nói là when dinner cả. Chúng ta chỉ còn A, B và C. Chúng ta theo dõi ở dòng số 3 và dòng số 4 của đoạn hội thoại, bạn Lan nói là chúng tôi có bữa tối vào lúc 7 giờ và bạn có thể đến từ lúc 6 giờ 15 để chúng ta xem bộ phim Dế Mèn Phiêu Lưu Ký cùng nhau. Như vậy có nghĩa là đến từ 6 giờ 15 để xem phim cùng nhau, tức là xem trước bữa ăn lúc 7 giờ. Như vậy đáp án đúng ở đây là đáp án A, before. Câu C, Hoa's family doesn't have a TV because nghĩa là gia đình của Hoa thì không có TV bởi vì sao? Phương án A, it's too expensive, nó quá đắt. Phương án B, her aunt and uncle don't like watching TV, nghĩa là cô và chú của bạn cô ấy thì không thích xem TV. Phương án C, watching TV is boring, nghĩa là xem TV thì rất là tẻ nhạt. Phương án D, they like to talk all evening, nghĩa là họ thích nói chuyện cả một buổi tối. Đáp án đúng ở đây, chúng ta sẽ lựa chọn là phương án B. Dẫn chứng nó nằm ở câu mà bạn Hoa nói là my aunt and uncle don't like it, dòng số 7. Chú và dì tôi thì không thích nó và họ thích làm những điều khác. Chúng ta chuyển sang câu D, Hoa gì đó này. Câu A là always eat dinner at home, nghĩa là luôn luôn ăn tối ở nhà. Phương án B, just boring things after dinner, nghĩa là làm những cái thứ rất là tẻ nhạt vào buổi tối, sau bữa tối. Phương án C, likes spending time with her aunt and uncle at night, nghĩa là thích dành thời gian với cô và chú mình vào buổi tối. Phương án D, enjoys the adventure of cricket, nghĩa là thích cái bộ phim Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Thì đáp án ở đây, chúng ta lựa chọn phương án C. Chúng ta nhìn thấy phương án A thì đề bài không nhắc đến là có hay không. Còn phương án B là nó chỉ boring đối với bạn Lan mà thôi, còn nó rất là thích thú đối với bạn Hoa. Chính vì vậy bạn Hoa bạn ấy nói là gì nhỉ? No, it didn't. I really enjoyed it. Đây, like nó sẽ thay cho từ enjoys.
được chưa nhỉ? Hai từ này mang nghĩa bằng nhau đều mang nghĩa là thích là một cái gì đó. Chúng ta chuyển sang câu hỏi cuối cùng, câu E. Lan's family gì đó watching TV in the evening. Gia đình của Lan thì làm sao đó xem TV vào buổi tối. Phương án A, never, không bao giờ. Phương án B, sometimes, là thỉnh thoảng. Phương án C, often, là thường xuyên. Phương án D, always, là luôn luôn. Đáp án ở đây chúng ta lựa chọn là phương án D. Chúng ta có thể nhìn thấy dẫn chứng nằm ở lượt thoại gần cuối cùng của bạn Hoa, cụ thể là nó ở dòng số 6 và dòng số 7, từ dưới trang 139 lộn lên. Bạn Lan nói là my family watching TV every night. Every night có nghĩa là always in the evening. Every night là mỗi tối, mỗi đêm, có nghĩa là tối nào cũng thế và đêm nào cũng thế, cho nên chúng ta lựa chọn là always. Kết thúc bài tập 1, chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2, trang 140. Bài tập số 4, trang 141 yêu cầu các em listen and read, then practice with the partner. Nghe và đọc, sau đó thực hành cùng với người bạn của mình. Như vậy, trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe và đọc bài hội thoại giữa Hoa và Lan trong sách giáo khoa. 2. Listen and read. Then practice with a partner. Pages 152-153. Would you like to go to the rooms this week? That sounds good. What would you like to see? There's a cowboy movie showing at the New Age Theater. Okay, can you make it on Monday night? Sorry, I have drama club. How about Tuesday? No, sorry, I'm going to see a detective movie with my parents. And I'm busy on Wednesday too. Are you free on Thursday? No, I'm not. What about Friday? That's okay. Fine, let's go on Friday. Chúng ta vừa nghe xong đoạn băng cuộc trò chuyện giữa Hoa và Lan. Bây giờ cô và các em sẽ cùng dịch bài đọc này. Bạn Hoa hỏi bạn Lan là bạn có muốn đi xem phim vào cuối tuần này không? Và bạn Lan trả lời là nghe thật là tuyệt. Bạn muốn xem phim gì? Và bạn Hoa nói là có một bộ phim cao bồi ở rạp chiếu phim thời đại mới. Bạn Hoa nói là được thôi, bạn có thể đi vào tối thứ hai được không? Bạn Hoa trả lời là xin lỗi nhưng mà mình phải đến câu lạc bộ kịch. Thế còn thứ ba thì sao? Bạn Lan trả lời là ôi không, xin lỗi, mình sẽ đi xem một bộ phim trinh thám với bố mẹ của mình và mình bận cả thứ tư nữa. Bạn có rảnh vào thứ năm không? Bạn Lan trả lời là ôi không. Thế còn thứ sáu thì sao? Bạn Lan nói là được đấy. Và bạn Lan trả lời là tốt, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu. Sau khi đã dịch xong để bài yêu cầu các em, now look at the advertisement. What do you want to do? Work with a partner, make up a similar conversation. Nghĩa là bây giờ các em sẽ nhìn vào những cái bộ quảng cáo ở trong sách giáo khoa và em muốn làm gì, cái gì mà em muốn đi xem thì em hãy thực hành cùng với người bạn của mình để tạo lập những cái gọi là những cái cuộc hội thoại giống như sách giáo khoa đã đưa ra cho mình. Các em có thể theo dõi lên trên bảng, đây là một đoạn hội thoại mẫu mà cô làm. Cô đã chọn cái mục quảng cáo là rạp chiếu phim công nhân Workers Theater. Tên phim là Beautiful Summer, mùa hè tươi đẹp. Every night at 8 p.m. Cô sẽ không nói cụ thể tên của hai bạn trong đoạn hội thoại là gì, nên cô sẽ lấy là A and B. Bạn A nói là would you like to go to the theater this week? That sounds interesting. What would you like to see? Oh, okay. When is it? Every night at 8 p.m. Can you make it on Wednesday? Sorry, I'm going to a pop concert with my brother. What about Tuesday? I'm afraid I can't.
I'm going to drama club. How about Friday? That's fine. It's 7:30 p.m. fine. Alright, see you then. Bye. Okay, bye. Bây giờ cô sẽ dịch cùng với em nhé. Bạn có muốn đến rạp chiếu phim vào tuần này không? Nghe thật là thú vị. Bạn muốn xem phim gì? Được thôi. Vào khi nào? Mỗi buổi tối lúc 8 giờ. Bạn có thể đi vào thứ tư không? Xin lỗi, mình phải đến một buổi biểu diễn nhạc pop cùng với anh của mình. Thế còn thứ ba, mình sợ là mình không thể bởi vì mình sẽ đến câu lạc bộ kịch. Thế còn thứ 6 thì sao? Được, cái này được. 7:30 được chứ? Được thôi, hẹn gặp bạn sau, tạm biệt. Được rồi, tạm biệt bạn. Như vậy, chúng ta đã cùng chiếu hết bài tập 1 và bài tập 2 sách giáo khoa. Hôm nay, video kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào các em, trong video lần này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chiếu bài tập số 3 và bài tập số 4 của phần A, Unit 14. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bài tập số 3, Read. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta đọc. Như vậy, cô và các em sẽ cùng theo dõi theo trong sách giáo khoa trang 142 để đọc bài đọc và làm các bài tập tiếp theo ở bên dưới. Sang được một dạng danh từ nữa, đó là neighborhood và mang nghĩa là vùng lân cận. One, two, three, four, five. Như vậy chúng ta có 5 từ cần lưu ý vào trong bài này.
Sau khi đã tìm hiểu từ mới rồi, chúng ta sẽ bước vào dịch bài tập. TV ở Việt Nam. 30 năm trước ở Việt Nam thì rất ít người có vô tuyến truyền hình. Những người sở hữu TV thì đã rất là được mến chuộng. Và sau bữa ăn thì các hàng xóm của họ tụ tập cùng với nhau ở trong nhà và ngoài nhà của họ. Một số người thì xem qua cửa sổ. Mỗi buổi tối thì họ ngồi và xem các chương trình trắng đen. Người già thì có thể ngủ một chút và trẻ con thì có thể chơi với các bạn của chúng. Nhưng mà không ai về nhà trước khi mà chương trình TV kết thúc. Nhưng mà thời đại đã thay đổi. Ngày nay nhiều gia đình đã có TV. Mọi người ngồi ở nhà của họ, ở phòng khách và xem TV. Cuộc sống bây giờ thì hiện đại và thoải mái hơn. Nhưng nhiều hàng xóm thì không dành nhiều thời gian cho nhau như trước nữa. Bây giờ chúng ta đã dịch xong cái bài văn hoàn chỉnh của nó rồi, chúng ta chuyển sang phần bài tập. Now complete the summary, có nghĩa là bây giờ hoàn thành cái bảng tổng kết tóm tắt nội dung của bài đọc này. Chúng ta có tất cả 11 ô trống ở đây. Câu số 1. In 1960s, most gì đó in Vietnam did gì đó have a gì đó sat. Vào những năm 1960 thì đa số các gia đình đúng không? Tại sao chúng ta lại điền được ở đây là các gia đình? Thì bởi vì chúng ta sẽ suy luận từ câu số 1. 30 năm trước ở Việt Nam này, very few people had, có nghĩa là rất ít người có. Mà rất ít người có thì đồng nghĩa với việc là đa số các gia đình ở Việt Nam thì không có. Thực ra ở đây chúng ta có thể điền chỗ này là people cũng được, là hầu như mọi người không có. Như vậy đứt ở đây chúng ta thêm not, là mang nghĩa là phủ định, là không có, không sở hữu một cái vô tuyến truyền hình. Câu số, chúng ta chuyển sang ô trống tiếp theo. The people with TVs were popular. Ok. Những người mà sở hữu TV thì rất là được mến chuộng. Nó nằm ở câu tiếp theo của bài văn. The TV owners were very popular. Câu tiếp theo. In the neighbor's school around the TV in the evening. Vào buổi tối thì các hàng xóm thì sẽ ngồi xung quanh TV đúng không nhở? Và họ sẽ ngồi cho đến khi các chương trình thì kết thúc. Việt Nam thì bây giờ đã khác đúng không nhở? Bây giờ đã khác. Nhiều gia đình thì sao nhở? Có tivi đúng không? Nhiều gia đình có tivi. Và cuộc sống, life is more comfortable. Chúng ta có thể nhìn thấy dẫn chứng nằm ở câu số 3 từ dưới lên của bài văn. Ô trống cuối cùng. But neighbors don't gì đó each other as well as they did in the past. Nghĩa là nhưng mà bây giờ các người hàng xóm thì không làm sao đó cho nhau nữa như mà họ đã làm trong quá khứ. Chúng ta nhìn thấy ở trong sách giáo khoa, but many neighbors don't spend much time together anymore, nghĩa là họ không dành nhiều thời gian cùng với nhau nữa. Thì chúng ta có thể để ý là don't spend much time, chúng ta điền vào đây đúng không? Ở đây chúng ta định điền là spend much time each other as well as they did in the past. Nhưng mà như vậy thì dài quá, cho nên là ở đây người ta yêu cầu chúng ta điền một chữ thôi. Chúng ta dùng treat, động từ treat cho cô. Động từ treat này nó mang nghĩa là đối đãi, thiết đãi. Dùng từ này cho gọn nha và chúng ta nhớ luôn cho cô nhá. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài tập số 3 rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 4.
Chuyển sang bài tập số 4, yêu cầu của bài tập số 4 là play with words, chơi với chữ. Như vậy chúng ta sẽ cùng nghe xem chúng ta sẽ như vậy là chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng và dịch bài tập số 4 này. 4. Play with words, page 155. My window is very small, but on it I can listen to all the programs I want to hear from countries far and near. I like my little radio. It's the way I get to know about the things that interest me, and I hear them all for free. Bây giờ cô sẽ giúp các em dịch bài số 4 này. Cái radio của tôi thì rất nhỏ, nhưng mà có nó thì tôi có thể nghe được tất cả các chương trình mà tôi muốn nghe từ các nơi, các đất nước, các quê hương xa và gần. Tôi thích cái radio bé nhỏ của mình. Nó là cách mà tôi biết được về những điều mà làm cho tôi quan tâm, và tôi nghe tất cả chúng miễn phí. Chúng ta đã kết thúc phần A của Unit 14. Như vậy trong phần A này chúng ta cần nhớ cho cô: thứ nhất là cấu trúc prefer và cấu trúc would like. Thứ hai là cái cấu trúc mời, would you like, cộng với to verb. Đó chính là dạng đảo từ dạng khẳng định của câu would like to verb. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào các em, cô là Nguyễn Minh Hiền, giáo viên môn tiếng Anh tại Vietjet. Cô chắc chắn rằng các video bài giảng của mình sẽ giúp đỡ các em rất nhiều trong việc tiến bộ môn tiếng Anh. Cô hy vọng là các em sẽ tin tưởng vào cô.